Chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Junien Supercar Vlog. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục xe sang lướt. Và trước mặt chúng ta là một chiếc Lexus RX 350 đã qua sử dụng và đang được Auto 568 chào bán với giá hơn 3,3 tỷ đồng. RX 350 hiện tại thì phiên bản này đang được bán chính hãng thị trường Việt Nam với giá khoảng gần 4 tỷ. Và đăng ký xong thì nó có thể lên đến 4 tỷ rưỡi, gần 4 tỷ rưỡi. Còn các bạn mua chiếc siêu lướt này đi hình như hơn 3 vạn gì đó, tí nữa mình sẽ lên xem cái đồng hồ. Sẽ chỉ còn hơn 3,3 tỷ đồng. Đó, hơn 3,3 tỷ đồng cho chiếc Lexus RX 350 siêu lướt. Quá đẹp luôn. RX 350 thì là mẫu xe bán chạy nhất của Lexus tại thị trường Việt Nam. Với thiết kế bắt mắt, đặc biệt là khả năng giữ giá vô đối, không có đối thủ luôn tại thị trường Việt Nam. Quá đẹp luôn, siêu lướt. Đèn pha full LED, 3 bóng LED cực lớn và đèn định vị hình chữ L cách điệu. Lưới tản nhiệt thì con suốt, có camera 360 độ. Đó, quá đẹp cho một chiếc xe sang luôn. Đó, bộ mâm phong cách của F Sport rất chất luôn, mâm của phiên bản F Sport. Là sẽ ngó phần đuôi, màu sơn thì vẫn gần như mới rồi các bạn, trông vẫn như mới luôn. Ngoại thất phần đuôi này trông vẫn như mới này, sơn rất đẹp luôn, sơn Lexus thì bao phê rồi. Chụp ống xả đối xứng hai bên, cụm đèn hậu thì chữ L cách điệu và sử dụng bóng LED là cái chắc chắn rồi. Đó, camera lùi trong hệ thống camera 360, quá đẹp luôn. RX 350 siêu lướt đang được bán lại hơn 3,3 tỷ. Các bạn chỉ cần sang tên đổi chủ, đâu đó mất khoảng 2% phí cho mức giá hiện tại của chiếc Lexus RX 350 này. 2% phí là các bạn có thể sang tên đổi chủ nhanh chóng rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong nhé, vào bên trong xem. Wow, thơm phức luôn. Các bạn mở cửa ra cái cảm nhận được độ thơm của chiếc ghế, những của chất liệu da này luôn nhé, thơm dã man luôn ấy. Vâng, da của Lexus thì các bạn khỏi phải lo rồi. Đi 2 năm, 3 năm, 4 năm, thậm chí là 10 năm nhìn nó vẫn gần như là nó không xuống cấp quá nhiều luôn. Một chiếc Lexus RX 350 sau 10 năm thì da nó chỉ bẩn đi thôi, chứ còn nói để hỏng thì hơi khó. Chất liệu da nó ok lắm các bạn. Chiếc này thì khả năng nó cũng chỉ bị bẩn đi thôi, chứ còn nếu mà các bạn giữ gìn thì chắc chắn là nó trường tồn theo thời gian. Đó, có cái đó, hai khay để cốc này. Vị trí này chắc chắn là chỗ để đồ rồi. Đó, các bạn để đồ, các bạn nhấc lên thì có thể ngồi được thêm một người nữa ở giữa. Có cửa gió điều hòa này, đó, cửa sổ trời toàn cảnh này, đó, tuyệt vời luôn. Hệ thống loa là của, không nhầm thì là của Mark Levinson. Đó, logo Lexus tại bậu cửa bật lên xuống. Chúng ta sẽ lên vị trí ghế lái để khám phá khoang khoang cabin các bạn nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng xem cốp nó có rộng nhỉ. Rồi, cốp này thì để gậy đánh góp được mà cũng rộng thoải mái luôn để các bạn để đồ đi du lịch nhá. Tất nhiên là đóng mở tự động rồi. Đó, đóng mở bằng điện rồi các bạn. Rồi, lên ghế lái xem nào. Uầy, một chiếc xe sang đến từ Nhật Bản thì nó khác so với một chiếc xe sang đến từ Đức các bạn nhé. Nó không màu mè hoa mỹ, nó không được trang bị quá nhiều những cái chi tiết hiện đại, công nghệ hiện đại, mà nó chỉ làm vừa đủ. Nó mang những cái thiết kế phải nói là đơn giản nhất và thủ công nhất vào để tạo nên một cái không gian nghệ thuật theo phong cách của Nhật các bạn nhé. Nhật thì người ta tối giản lắm, cái gì đơn giản nhất thì người ta sẽ làm, nhưng mà đơn giản được dựa trên sự thủ công, sự tinh tế và đẳng cấp của những người nghệ nhân đến từ Nhật. Những từ vừa rồi thì mình lấy từ cách giới thiệu của Lexus thôi, chứ thực tế thì nó cũng như bao nhiêu nghệ nhân khác thôi các bạn ạ.
Nếu mà tinh tế tỉ mỉ những nghệ nhân cao cấp và những nghệ nhân đỉnh cao thì người ta ở Nhật hay là Việt Nam hay là Lào, Campuchia đều có thể tạo ra được những cái chi tiết đẹp như thế này. Đó. Đó, lịch cái màn hình 12,3 inch gắn thụt lên giữa đằng sau dưới cái hốc này các bạn nhé. Đó. À, xin lỗi các bạn, nó không phải là cảm ứng mà các bạn phải điều khiển ở dưới đó, cái màn hình thiết kế rất đẹp luôn. Ở đây chìa khóa đang để ở đây mà không hiểu, à nó đang báo mình mở cửa thì mình đóng cái cửa lại xem nào. Đó, hết kêu nha. Chưa. Đấy, tiếp tục hiển thị lên. Mình chưa nhìn xem nó. Nói chung là giới thiệu như thế này thôi thì cho các bạn biết là xe được trang bị những cái gì thôi. Chứ còn những cái này thì các bạn tìm trên mạng hay tìm trên Google nó có quá nhiều rồi. Tuy nhiên là mình muốn giới thiệu là cái chiếc này nó vẫn còn đẹp như thế nào này. Mình chưa thấy một cái chi tiết nào nó bị mai một theo thời gian, bởi vì nó vẫn gần như mới, gần như xe ở trong showroom thôi. Có một vài vết xước ở những cái chi tiết nhựa này. Vẫn gần như là hoàn hảo các bạn ạ. Đó, vô là cần số này. Giật 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 giật. Đấy, nút start top engine ở đây. Những cái nút điều chỉnh có đồng hồ analog ở đây. Đó, vô lăng này, ba chấu này. Cruise control thì Toyota thì đặt riêng với cần đây cho các bạn cài đặt nhé. Trên đây thì âm lượng này, mode và đàm thoại rảnh tay, vân vân. Những thứ đơn giản, cài đặt đèn thì ở đây. Có HUD. Đó, có HUD hiển thị trên kính lái, các bạn nhìn thấy chữ không và chữ P không? Nó tắt đi được. Có cửa sổ trời toàn cảnh. Hơn 3,3 tỷ cho một chiếc Lexus RX 350. Đã đi được hơn 3 vạn và nội thất ngoại thất vẫn gần như xe đang trưng bày ở showroom của Lexus Thăng Long. Nói chung là đây là một chiếc xe đáng để các bạn xuống tiền. Và các bạn biết đấy, Lexus RX thì rất là giữ giá. Các bạn đi khoảng 1-2 năm nữa các bạn bán lại có khi nó vẫn còn hơn 3 tỷ đồng nhé. Nó không bị lỗ quá nhiều. Rồi, mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe và xe sang, cũng như chuyên mục xe sang lướt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chiếc này thì đang được trưng bày tại Auto 500, 568 420 Lạc Long Quân, Hà Nội các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.